ca sĩ tự do, em có được cái cảm xúc sự truyền đạt từ giọng hát của mình qua những cái bài hát được chế tác lại nơi do Đinh Nhật Huy, và sau đó thì nơi cái live show Mỹ Tính Sài Gòn sẽ nghĩ. Tính nghĩ như thế nào khi mà em rơi vào một hoàn cảnh khốn cùng giữa cái sự sống cái chết, giữa cái tự do và cái án tù ngục một bên, trong cái lúc mà em bị phía lực lượng an ninh cộng sản vô cái đêm live show? Cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Nhưng mà trước khi mà nói về cái đêm live show á, thì cái lý do mà có một cái đêm live show ngày 15 tháng 8 á, thì nó là một cái dịp ngày 15 tháng 6 thì em bị bắt. Bây giờ nói lại thì cái cảm giác mà ở trong đồn cái ngày 15 tháng 6 nó cũng khá là ám ảnh. Bởi vì thực sự những cái thời điểm đó là những anh chị em mà không may mắn bị bắt vào đồn từ bắt nguội cho tới bắt nóng thì hầu như đều phải chịu một cái mức án từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm cho đến 5 năm, 8 năm. Nhưng mà bản thân em lại được trang bị những cái kiến thức, đầu tiên là phải mạnh mẽ, cứng rắn trong những cái tình huống đó. Và may mắn là em bị nhốt cho nó 3 ngày nhưng mà không có bị đi án. Đó là một cái may mắn. Mà cái công này em phải cảm ơn anh Đinh Nhật Huy. Không, cái góc độ ở nơi đây 3 ngày là 72 giờ đồng hồ. Và 72 giờ đồng hồ em có bị cái vấn đề gì từ phía lực lượng an ninh không? 72 giờ đó thì em đã viết rất là nhiều rồi. Nhưng mà cơ bản một điều là lần đầu tiên đi vào đồn thì đầu tiên là phải bị quýnh. Quýnh bằng nhiều cách, quýnh bằng tâm lý, quýnh bằng đòn, quýnh bằng nước uống, thức ăn. Và tất cả những cái chuyện đó mình phải chuẩn bị từ trước khi mà mình bắt đầu vào đồn. Thì cái cốt yếu đầu tiên là nhận tội, nhận cái hành động của mình là không có vi phạm pháp luật. Thứ hai là mình hoàn toàn không có một cái ý định gì để mà khai nhận về những cái hành vi của mình, như là Facebook hay là những cái live stream này kia. Tại vì cái đó là không thể nào xác định được. Và mình cũng khẳng định một điều là mình không có làm gì sai hết. Thì sau 3 ngày thì em được thả ra. Thì cái đêm nhạc nó xuất phát từ cái nghĩa cử cái đêm 15 tháng 8 thì cũng có nhiều bước chuẩn bị lắm. Cũng làm hết những cái công tác an ninh này kia, bảo mật này kia. Nhưng mà tới cuối cùng thì đêm nhạc nó vẫn được diễn ra. Thì hát được khoảng 6 bài thì an ninh rồi nói chung là nhiều từ các cái lực lượng chức năng thì ập vào, thì coi như là cách ly toàn bộ hết từ chốt chặn những cái con đường Tú Sương rồi chốt ngay cái cổng quán đi vào, thì tất cả mọi người đó là đều nội bất xuất ngoại bất nhập hết, không có ai ra và không có ai vào được cái khu vực đó. Hôm đó nhớ lại thì có anh Trung cũng mạnh mẽ đứng ra để mà đứng ở tiếng ngoài để mà đẩy ra, để mà cho mấy anh em, chị em, phụ nữ, người lớn tuổi đi ra trước. Còn mấy thanh niên thì ở lại sau, nhưng mà anh Trung thì vẫn bị quýnh, anh Trung vẫn bị tấn công. Rồi chị Võ Hồng Ly cũng bị giằng co của nó, cũng bị tán này kia. Rồi chị Võ Nhi Lê thì ra năn nỉ, nói chuyện giảng hòa, nhưng mà nói chung là ai cũng hầu như cũng có ăn một cái hai cái bạc tai. Bản thân em với anh Đại thì bị bỏ lên trên cái rừng cao su, mà lúc đó thì tiền bạc rồi điện thoại rồi tất cả mọi thứ nó đều mất hết. Mà anh Đại thì còn cái kinh hơn là nó dựa vô cái cột cao su á, cái gốc cây cao su của anh Đại cứ ngửi nhiệt thượng bị sửa bắn thôi. Bản thân em thì bị nó đưa về một cái xã rất là vùng sâu vùng xa của cái huyện Củ Chi. Xong rồi nó lại đem công an xã qua nó kiểm tra giấy tờ để đem lại lên đồn.
Thì lúc đó nhờ có anh Huy rồi cùng với một số anh em khác thì lên để mà bảo lãnh em về, chứ đó đêm đó chắc là ngủ trong đồn rồi cũng biết làm sao, điện thoại nó không cho gọi, rồi tất cả mọi thứ nó đều đưa mình vô cái con đường bế tắc lắm. Nhưng mà nó nhờ cũng nhờ tất cả mọi người đi tìm đi kiếm rồi may mắn tìm được. Thì bây giờ anh Bình nói là em còn cái cảm giác giống như là cái ngày hôm qua nó mới diễn ra thôi, nó y như vậy. Nhưng mà mình thì cũng không nhớ là những cái chuyện đó để làm gì, nó cũng là một cái gì đó nó đánh dấu cho những cái ngày tháng mà anh em cùng với nhau hát hò rồi tổ chức những cái buổi gặp mặt như vậy. Thì nói chung là em cảm thấy nó vẫn cảm thấy xứng đáng, người vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đã làm, ví dụ nó là rất là nhỏ nhoi trong một cái gì chung của Việt Nam. Em có nghĩ em là sao ở trong hiện tình Việt Nam không? Không, em chưa bao giờ em nghĩ là một ngôi sao hết. Em chỉ là một người bình thường. Em chỉ có thể hát được những cái ca khúc mà mình yêu thích, những cái bài hát, nhạc chế của Đinh Nhật Huy thì nó ngay đúng thời điểm, rồi nó ngay cái sự kiện nó diễn ra thì được mọi người đón nhận. Bản thân em không nhận được là phải cho bằng giang có tự do nào có lối đi băng giữa cuộc đời. Tự do nếu có bên người, người cũng sẽ thân đổi cho tự do. Tự do không ai cho không, tự cuộc sống. Tự do tôi đây phải trả bằng gian khó. Tự do nào có lối đi băng giữa cuộc đời, tự do nào có lối đi băng giữa cuộc đời.